Vâng, em Dương Hải Dương xin chào toàn thể các bác nhé. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì lại quay cho các bác một cái mẫu xe Mercedes E240 sản xuất năm 2003. Đấy, xe form dáng đẹp, máy gầm rất và giá tiền rẻ. Mẫu xe này thì giá chỉ ngang một con Toyota Vios tầm 2006-2007 thôi. Đấy, như các bác đang mua được cái mẫu xe sang Mercedes này rồi. Đấy, dòng này chạy thì các bác yên tâm một điều là chỉ có sướng trở lên thôi. Đấy, đây, form dáng các bác nhìn này, nhiều tiện nghi an toàn. Đấy, đối với dòng Mercedes rất là nhiều tiện nghi an toàn như là nhiều túi khí an toàn này, phanh ABS. Đấy, form dáng đẹp và tôn vỏ dày riêng cái dòng xe Đức như vậy. Và đặc biệt cũng rất là lành máy thôi. Đấy, đồ đạc chi phí sửa chữa cái dòng này thì nó rất là đơn giản. Đấy, bây giờ đồ đạc nó rất là nhiều đồ. Đấy, không khó kiếm như ngày xưa nữa. Thì các bác nhìn về cái phần form dáng của đầu xe đây ạ. Đấy, với cửa tiền rất rẻ tiền mà một cái sở hữu ngay một cái mẫu xe sang rồi. Đấy, cái dòng này thì các bác yên tâm là chạy thì nó khá là sướng. Đấy, chạy rất là chất luôn các bác nhé. Riêng đối với con E240 chạy rất chất luôn. Đấy. Đấy. Đấy, phần đuôi xe cho các bác xem này. Đấy, kể cả từ phần thiết kế phần đầu xe cũng như phần đuôi xe của cái mẫu xe E240 này hoàn toàn đến bây giờ nó không lạc hậu. Và với cửa tiền rất rẻ tiền, đánh giá rất rẻ tiền ở những cái mẫu xe E240 này. Và các bác sở hữu ngay những cái dòng xe này rồi thì các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy. Đây ạ. Về chất tổng thành của xe 2.5 bây giờ 115 các bạn ạ. 115 này. Đây là con chơi túi xem. Đó, đây là con chơi túi xem. Đó, tí xem. Đấy, đây là các bác nhé. Mẫu xe rất đẹp, 4 quả lốp mới này, la răng đẹp cực kỳ luôn này. Đấy. Đường chỉ mạ chrome này. Tất cả những phần nẹp này các bác nhìn thấy cái phần nẹp của nó rất là tinh tế, rất đẹp, cũng như là tích hợp xi nhan gương. Đấy, rất là nhiều cái tiện nghi, nhiều cái tiện ích và được độ rất là nhiều thứ. Và các bác nhìn đây, về cái tổng thành chi tiết của cái mẫu xe này em sẽ cho các bác về cái phần nội thất của xe nhé. Đấy, cho các bác xem về cái phần nội thất của cái mẫu xe Mercedes E240 này. Đây, nội thất của nó thì ngay cái ban đầu các bác nhìn vào bước cái không gian nội thất nó rất là sang trọng đúng không ạ? Đây, cái phần táp ni của xe thì các bác nhìn thấy nó được tích hợp cái phần nhớ ghế này. Đấy, ba vị trí chỉnh gương, cục xe gương và chỉnh ghế điện. Đấy, vẫn hoạt động tốt. Đấy, những dòng xe này thì gần như là không có lỗi gì về cái phần thiết kế cũng như là về cái phần vận hành cả. Một cái mẫu xe đời cũng sâu rồi nhưng mà gần như là những đồ xe Đức của nó thì nó bền bỉ. Đấy, không mấy khi là các bác lo về cái vấn đề là trục trặc đâu. Đấy, dòng xe này em cũng đã trải nghiệm mà đã là chạy rất là nhiều rồi. Đấy, về khả năng vận hành của dòng xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm, chạy cực sướng luôn. Đấy, đây này, với thiết kế form dáng rất đẹp đúng không ạ? Nếu mà tìm được cái mẫu xe những cái cửa tiền rẻ như những dòng xe này mà chạy chất như dòng xe này là không có, em nghĩ trên thị trường không có được, bởi vì những dòng xe Đức bây giờ nó vẫn là top đứng đầu về những mẫu xe là ổn định chất lượng. Đấy, đây các bác nhìn này, về phần nội thất của xe thì với thiết kế khá là ấn tượng, khá là đẹp về cái phần từ những cái chi tiết của xe như là vô lăng, nội thất, điều hòa, hoàn toàn là điều hòa auto và trang bị hộp số tự động. Đấy, đây này, các bác nhìn này, mọi chức năng của xe còn hoạt động bình thường luôn đối với một cái mẫu xe đời như thế này rồi. Đây, cái phần cánh cửa của nó thì các bác nhìn này. Đấy, vô lăng Mercedes này. Đấy, các bác kìm cửa tiền bây giờ thứ A loanh quanh tầm 200 triệu kiếm những dòng xe chất như dòng mẹt này thì không nhiều. Bởi vì vãi ớt thì mua 2007-2008 taxi ra bây giờ nó cũng có giá tiền loanh quanh 200 triệu rồi. Đấy, mà dòng mẹt này nó chạy sang hơn nhiều, chạy sướng hơn nhiều, chất hơn nhiều và giá cũng chỉ loanh quanh tầm đấy thôi. Đấy, các bác nhìn thấy đây. Đấy, giá chỉ loanh quanh tầm đấy thôi mà mua được mẹt chạy thì tội gì. Các bên những cái đồ đạc của xe nó khá là phổ thông rồi. Đấy, các bác mua những cái dòng này về cũng không lo về cái vấn đề là chi phí sửa chữa đó. Nó thật các bác là không lo về vấn đề chi phí sửa chữa đó. Từ năm ngoái năm nay thì những cái dòng này bọn em bán được nó phải là vài chục con rồi. Đấy, các bác nhìn đây, về phần khoang máy của xe với thiết kế cuối động cơ 2.5 máy xăng thì chạy máy dọc cầu sau thì con xe này nó chạy hoàn toàn rất là mượt mà với khả năng vận hành các bác nhé. Đấy, tổng thành xe chi tiết rất là đẹp về thiết kế, kể cả những hai cái mắt đèn đằng trước. Con này thì được cái đó là được mang biển Hà Nội, vì vậy các bác ở khu vực thành phố thì hoàn toàn không mất 20 triệu tiền biển nữa ở cái mẫu xe Mercedes này cả. Máy móc hoàn toàn vô giá với khoang khối động cơ của nó 2.5. Đấy, đây em sẽ quay lại cho các bác tổng thành chi tiết về cái mẫu xe này.
Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Mercedes E240 của bên em này thì liên hệ với em Dương qua số điện thoại là 0829 777 777. Một cái mẫu xe giá tiền rất rẻ, gọi là tiền ít thịt nhiều đối với cái mẫu xe Mercedes này. Đấy, bác nào quan tâm thì alo sớm cho em nhé. Vâng, em Dương Hải Dương xin chào thể các bác nhé.